quý vị và các bạn, trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng, tuyên truyền các chính sách, biện pháp đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, đồng thời góp phần bảo vệ vùng xanh an toàn phòng chống dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên tại huyện Tam Đảo. Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo có trên 87% dân số là người dân tộc thiểu số. Hàng ngày, người có uy tín đã phối hợp với các tổ phòng chống COVID cộng đồng, thường xuyên tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, không để dịch xâm nhập địa bàn, bảo vệ sức khỏe người dân. Đặc biệt, người có uy tín đã rà soát từng gia đình, nắm chắc di biến động về dân cư, chủ động nắm chắc danh sách các công dân đi làm ăn xa, người về từ các địa phương có nguy cơ về dịch để lập danh sách, hướng dẫn khai báo y tế trung thực, đúng quy định. Chúng tôi đã tuyên truyền là nếu như mọi người cần thiết phải về nhà theo quy định thì chúng ta phải về trực tiếp trạm y tế trước, sau đó được bộ phận chuyên môn người ta hướng dẫn, sau đó được phải đi cách ly thì mọi người dân phải chấp hành, mà được về nhà cách ly tại nhà thì cách ly tại nhà. Chúng tôi lại làm cái nhiệm vụ là hoàn thiện để hướng dẫn cho mọi người dân là đảm bảo cái lộ trình quy trình về phòng chống dịch. Hiện nay dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, song không vì thế mà lơ là chủ quan. Người có uy tín cùng với tổ phòng chống COVID cộng đồng cần chủ động tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế đến chỗ đông người, thực hiện khai báo y tế khi đến về từ vùng có nguy cơ dịch. Đến nay, 100% các hộ đã ký cam kết thực hiện các quy định phòng chống dịch. Mỗi gia đình đều nêu cao ý thức ngăn chặn dịch bệnh. Bà con trong dân thì cũng rất là đồng tình và có những vấn đề là rất là chú ý về cái việc thì tham gia phòng chống dịch bệnh. Thì hiện nay ở một số địa phương cũng đã bùng phát, nhưng trong thôn chúng tôi thì chắc là những người ở xa về cũng được cách ly một cách rất là sát sao, và trong tổ phòng chống dịch bệnh của thôn thì cũng đi đến hàng ngày kiểm tra để động viên mọi người. Các hộ gia đình người ta cũng nắm rất rõ và người ta cũng thực hiện rất nghiêm chỉnh về cái vấn đề thứ nhất là đeo khẩu trang và thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế 5K, đảm bảo nghiêm công tác phòng chống dịch. Và thôn hiện nay cũng đang là thôn nằm trong vùng xanh của phòng chống dịch của huyện Tam Đảo và xã Minh Quang. Hiện nay là công tác phòng chống dịch của địa phương đang rất là đảm bảo an toàn. Bằng tinh thần trách nhiệm, người có uy tín và các tổ phòng chống COVID cộng đồng đã góp phần xây dựng huyện Tam Đảo là vùng xanh an toàn phòng chống dịch. Nhân dân trong huyện yên tâm lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Trẻ em được đến trường học tập đầy đủ. Tiếp tục chương trình sẽ là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 3 tháng 11 năm 2021. Tổng số ca nhiễm 279, tổng số ca bình phục 242, số ca tử vong 3, số ca nhiễm trong ngày 1. Tiền sử dịch tễ trở về từ thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp trên đã được cách ly y tế và điều trị. Số bệnh nhân đang điều trị trên địa bàn tỉnh 24, số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 10, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 387, số trường hợp F2 hiện đang cách ly 1.496, số trường hợp đang cách ly tập trung 1.683, số trường hợp đang cách ly tại nhà 1.868, số trường hợp đi về từ vùng dịch trong ngày 115. Tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 1.133.743 mẫu. Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc thông báo phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến quy mô cấp xã như sau. Địa phương: toàn tỉnh Vĩnh Phúc phân loại cấp độ cấp 2. Quy mô cấp huyện, thành phố 9 đơn vị. 3 đơn vị: Bình Xuyên, Phúc Yên, Tam Đảo cấp 1. 6 đơn vị: Vĩnh Yên, Sông Lô, Tam Dương, Vĩnh Tường, Yên Lạc, Lập Thạch cấp 2. Quy mô cấp xã, phường, thị trấn 136 đơn vị. 76 xã, phường, thị trấn cấp 1, 60 xã, phường, thị trấn cấp 2.